Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube học tiếng Anh online miễn phí. Và ở trong video học giao tiếp tiếng Anh cơ bản ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng luyện nghe tiếng Anh, luyện nói, luyện phản xạ tiếng Anh, luyện dịch cũng như là luyện ôn lại từ vựng tiếng Anh thông qua các cái tình huống cụ thể ở trong cuộc sống. Và hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu 5 cái tình huống cụ thể chúng ta sẽ làm quen. Đấy chính là tình huống thứ nhất liên quan đến sự cố khi chúng ta đi ăn là hàng. Tình huống thứ hai chúng ta sẽ làm quen đấy chính là gọi điện hỏi thăm bạn khi chúng ta bị ốm. Tình huống thứ ba đây chính là tình huống chúng ta bị sốt xuất huyết. Tình huống thứ tư là tình huống đi thăm bạn bè bị ốm. Tình huống thứ năm đây chính là hỏi thăm bạn sau ca phẫu thuật. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào nghiên cứu cái tình huống đầu tiên, đây chính là tình huống sự cố khi chúng ta đi ăn nhà hàng. Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe cái tình huống này. Excuse me. Sir, how can I help you? Well, it's been 20 minutes since I ordered. We haven't received any appetizers or even drinks yet. Kindly give me a couple of minutes. I'll check the status of your order. Please do so. I'm in a hurry and don't have much time today. Sure, I'll bring your drinks now and your order will be on your table within the next 5 minutes. Thanks a lot. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe lại lần hai cái tình huống này. Excuse me. Sir, how can I help you? Well, it's been 20 minutes since I ordered. We haven't received any appetizers or even drinks yet. Kindly give me a couple of minutes. I'll check the status of your order. Please do so. I'm in a hurry and don't have much time today. Sure, I'll bring your drinks now and your order will be on your table within the next 5 minutes. Thanks a lot. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch cái tình huống thứ nhất này. Excuse me. Excuse me. Xin lỗi. Sir, how can I help you? Sir, how can I help you? Vâng thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài? Well, it's been 20 minutes since I ordered. We haven't received any appetizers or even drinks yet. Well, it's been 20 minutes since I ordered. We haven't received any appetizers or even drinks yet. Đã được 20 phút kể từ lúc tôi gọi món. Nhưng mà chúng tôi thì vẫn chưa nhận được bất cứ cái món khai vị nào hay thậm chí là một cái loại đồ uống nào cả. Kindly give me a couple of minutes. I'll check the status of your order. Kindly give me a couple of minutes. I'll check the status of your order. Làm ơn hãy cho tôi một vài phút, tôi sẽ kiểm tra lại cái yêu cầu gọi món của ngài. Please do so. I'm in a hurry and don't have much time today. Please do so. I'm in a hurry and don't have much time today. Vâng, làm ơn. Hôm nay tôi đang vội và không có nhiều cái thời gian. Sure, I'll bring your drinks now and your order will be on your table within the next 5 minutes. Sure, I'll bring your drinks now and your order will be on your table within the next 5 minutes. Chắc chắn rồi thưa ngài. Bây giờ tôi sẽ mang cái đồ uống cho ngài và món ngài gọi sẽ được đưa lên bàn cho ngài trong vòng 5 phút nữa. Thanks a lot. Thanks a lot. Cảm ơn rất nhiều. Thì đấy chính là cái tình huống thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống thứ hai. Đấy chính là tình huống chúng ta gọi điện hỏi thăm bạn. Hello Miss Tracy, Jack here. Hey Jack, how are you doing? I'm good Miss Tracy. I just wanted to know if Tom's feeling better now. Oh, Tom's still not well. We took him to the doctor this morning. What did the doctor say? Well, he asked for some tests. We'll get the results tomorrow. I hope it's nothing serious. I'm sure it's not. The doctor told us not to worry. Thanks for your concern, Jack. No problem. I'll call tomorrow and find out how he's doing. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe lần hai cái tình huống này nhé. Hello, Miss Tracy. Jack here. Hey, Jack. How are you doing? I'm good, Miss Tracy. I just wanted to know if Tom's feeling better now. Oh, Tom's still not well. We took him to the doctor this morning. What did the doctor say? Well, he asked for some tests. We'll get the results tomorrow. I hope it's nothing serious. I'm sure it's not. The doctor told us not to worry. Thanks for your concern, Jack. No problem. I'll call tomorrow and find out how he's doing. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch từng câu ở trong cái tình huống này. Câu đầu tiên. Hello, Miss Tracy. Jack here. Hello, Miss Tracy. Jack here. Xin chào cô Tracy. Cháu Jack đây. Hey Jack, how are you doing? Hey Jack, how are you doing? Chào Jack, cháu có khỏe không?
I'm good, Miss Tracy. I just wanted to know if Tom's feeling better now. I'm good, Miss Tracy. I just wanted to know if Tom's feeling better now. Cháu khỏe ạ. Cháu chỉ muốn hỏi xem là bạn Tom hôm nay đã khỏe hơn chưa ạ? Oh, Tom's still not well. We took him to the doctor this morning. Tom thì vẫn chưa khỏe lắm. Sáng nay bọn cô đã dẫn nó tới bác sĩ. What did the doctor say? Bác sĩ nói sao ạ? Well, he asked some tests. We'll get the results tomorrow. Ông ấy yêu cầu làm một số cái xét nghiệm. Ngày mai sẽ có kết quả. I hope it's nothing serious. Cháu hy vọng là không có gì nghiêm trọng. I'm sure it's not. The doctor told us not to worry. Thanks for your concern, Jack. Cô cũng chắc chắn như thế. Bác sĩ bảo không phải lo lắng lắm. Cảm ơn cháu vì đã hỏi thăm Jack. No problem. I'll call tomorrow and find out how he's doing. Dạ, không có gì ạ. Ngày mai cháu sẽ gọi điện lại để hỏi xem tình hình của Tom như thế nào. Thì đấy chính là cái tình huống thứ hai. Bạn của chúng ta bị ốm mà chúng ta gọi điện gặp mẹ của bạn để hỏi thăm tình hình sức khỏe của bạn như thế nào, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống thứ ba. Đấy chính là tình huống bị thoát chất huyết. Và các bạn chú ý khi các bạn theo dõi cái video của mình ấy, thì các bạn hãy bấm like và chia sẻ cái video giúp mình, cũng như là bấm đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình để cùng mình học tiếng Anh các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu sang cái tình huống thứ ba. Xin mời các bạn cùng lắng nghe tình huống thứ ba này. Good morning, Miss Pauline. Good morning, Jack. How are you today? I'm good, Miss Pauline. Tom asked me to tell you that he won't be coming to school for some days. Why? What's happened? Actually, Tom's not well. I think he's got a viral fever. Okay, no problem. Just ask him to bring a note from his mum when he joins us again. Sure, I'll do that. Thank you, Miss Pauline. Tell him I want him to get well soon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe lại tình huống lần hai. Good morning, Miss Pauline. Good morning, Jack. How are you today? I'm good, Miss Pauline. Tom asked me to tell you that he won't be coming to school for some days. Why? What's happened? Actually, Tom's not well. I think he's got a viral fever. Okay, no problem. Just ask him to bring a note from his mum when he joins us again. Sure, I'll do that. Thank you, Miss Pauline. Tell him I want him to get well soon. Đấy chính là cái tình huống thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen cái tình huống thứ ba này. Câu đầu tiên. Good morning, Miss Pauline. Good morning, Miss Pauline. Chào buổi sáng, cô Pauline. Good morning, Jack. How are you today? Good morning, Jack. How are you today? Chào buổi sáng, Jack. Em có khỏe không? I'm good, Miss Pauline. Tom asked me to tell you that he won't be coming to school for some days. I'm good, Miss Pauline. Tom asked me to tell you that he won't be coming to school for some days. Dạ, em khỏe thưa cô. Bạn Tom nhờ em báo với cô là bạn ấy sẽ nghỉ học mấy buổi ạ. Why? What's happened? Sao? Có chuyện gì thế? Actually, Tom's not well. I think he's got a viral fever. Thực ra thì bạn Tom không được khỏe lắm. Em nghĩ là bạn ấy bị thoát chất huyết. Okay, no problem. Just ask him to bring a note from his mum when he joins us again. Ok, không sao. Em nhắn với bạn ấy là mang theo giấy xác nhận của mẹ khi bạn ấy đi học trở lại nhé. Sure, I'll do that. Thank you, Miss Pauline. Chắc chắn rồi ạ. Em sẽ nhắc bạn ấy làm việc đấy. Cảm ơn cô. Tell him I want him to get well soon. Em bảo với bạn ấy rằng cô mong bạn ấy mau khỏe lại nhé. Đấy chính là tình huống thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống thứ tư. Đấy chính là tình huống đi thăm bạn chúng ta bị ốm. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe cái tình huống thứ tư này. Hey Sam, how are you?
I'm good. Where's Tom? I haven't seen him for a few days. Yeah, I know. Tom hasn't been feeling very well lately. Oh, what happened? Nothing serious, I hope. Actually, that's the thing. It is pretty serious. There's an infection in his kidney, and he'll need surgery. Oh, that's sad. Let's visit him this afternoon. Sure. It'll make him feel better, I guess. À, bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe lại tình huống lần hai. Hey Sam, how are you? I'm good. Where's Tom? I haven't seen him for a few days. Yeah, I know. Tom hasn't been feeling very well lately. Oh, what happened? Nothing serious, I hope. Actually, that's the thing. It is pretty serious. There's an infection in his kidney, and he'll need surgery. Oh, that's sad. Let's visit him this afternoon. Sure. It'll make him feel better, I guess. À, đây chính là tình huống thứ tư. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch cái tình huống thứ tư này. Hey Sam, how are you? Hey Sam, how are you? Chào Sim, cậu thế nào? I'm good. Where's Tom? I haven't seen him for a few days. I'm good. Where's Tom? I haven't seen him for a few days. Mình khỏe. Tom đâu nhỉ? Mấy hôm nay không trông thấy cậu ấy. Yeah, I know. Tom hasn't been feeling very well lately. Yeah, I know. Tom hasn't been feeling very well lately. Gần đây bạn Tom không được khỏe lắm. Oh, what happened? Nothing serious, I hope. Oh, what happened? Nothing serious, I hope. Có chuyện gì vậy? Hy vọng là không có gì nghiêm trọng lắm chứ. Actually, that's the thing. It is pretty serious. There's an infection in his kidney, and he'll need surgery. Actually, that's the thing. It is pretty serious. There's an infection in his kidney, and he'll need surgery. Thực ra thì có đấy. Cũng khá là nghiêm trọng. Cậu ấy bị nhiễm trùng thận và cần phải phẫu thuật. Oh, that's sad. Let's visit him this afternoon. Oh, that's sad. Let's visit him this afternoon. Tệ thật. Chiều nay chúng ta tới thăm cậu ấy đi. Sure. It'll make him feel better, I guess. Sure. It'll make him feel better, I guess. Chắc chắn rồi. Tớ đoán là như vậy thì sẽ làm cho cậu ấy thấy khá hơn. Đấy chính là cái tình huống thứ tư. Bạn của chúng ta bị nhiễm trùng thận và cần vào phẫu thuật. Và chúng ta rủ bạn bè của chúng ta đi thăm bạn của chúng ta. Đấy chính là cái tóm tắt cái câu chuyện thứ tư. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái tình huống thứ năm. Đấy chính là tình huống hỏi thăm bạn sau khi phẫu thuật. Và mình mong các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình để cùng mình học tiếng Anh mỗi ngày. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang cái tình huống thứ 5. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tình huống. Hey Tom, how are you feeling now? I feel okay now, much better. How did the surgery go? Well, I'm alive. It was scary, but the doctor said I'm going to recover fast. Do you know when you can start going to school again? Maybe after a couple of weeks. My doctor advised me to avoid public places for a while. That's great. Hope to see you soon. We all miss you, man. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại lần hai cái tình huống thứ năm này. Hey Tom, how are you feeling now? I feel okay now. Much better. How did the surgery go? Well, I'm alive. It was scary, but the doctor said I'm going to recover fast. Do you know when you can start going to school again? Maybe after a couple of weeks. My doctor advised me to avoid public places for a while. That's great. Hope to see you soon. We all miss you, man. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch từng câu ở trong tình huống này. Câu đầu tiên. Hey Tom, how are you feeling now? Hey Tom, how are you feeling now? Chào Tom. Bây giờ cậu cảm thấy ở trong người như thế nào? I feel okay now. Much better. I feel okay now, much better. Mình thấy ổn, khá hơn trước nhiều rồi. How did the surgery go? How did the surgery go? Cuộc phẫu thuật như thế nào rồi? Well, I'm alive. It was scary, but the doctor said I'm going to recover fast. Well, I'm alive. It was scary, but the doctor said I'm going to recover fast. Tớ vẫn còn sống. Khá là đáng sợ, nhưng mà bác sĩ nói là tớ sẽ nhanh hồi phục thôi. Do you know when you can start going to school again? Do you know when you can start going to school again?
Bạn có biết là khi nào thì bạn có thể đi học trở lại không? Maybe after a couple of weeks, my doctor advised me to avoid public places for a while. Maybe after a couple of weeks, my doctor advised me to avoid public places for a while. Có thể là sau một vài tuần, bác sĩ thì khuyên tớ nên tránh xa những cái nơi công cộng ra. That's great. Hope to see you soon. We all miss you, man. That's great. Hope to see you soon. We all miss you, man. Tuyệt, hy vọng sẽ sớm được gặp lại bạn. Tất cả chúng tớ thì nhớ bạn, đều rất là nhớ bạn. Đấy chính là cái tình huống thứ năm, cũng là cái tình huống kết thúc cho cái video lần này. Mình hy vọng video có ích đối với tất cả các bạn. Trong lúc các bạn theo dõi video ấy, thì hãy bấm like và chia sẻ video giúp mình, cũng như là bấm đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình để cùng mình học tiếng Anh mỗi ngày. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.